thưa toàn thể hội thi, tự hào thay cho nông dân xã Tân Mỗ đã trải qua 8 kỳ đại hội, nhiều năm liền được các cấp hội tặng bằng khen. Đặc biệt năm 2021 được hội nông dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Tính đến thời điểm hiện tại, hội nông dân xã Tân Mỗ có 6 chi hội nằm trên địa bàn 6 thôn trên toàn xã với 781 hội viên, trong đó 329 hội viên là hội viên tiêu biểu hội nông dân giỏi. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của các cấp, hội viên nông dân xã Tân Mỗ luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và đặc biệt thực hiện tốt những nghị quyết đại hội nhiệm kỳ các cấp 2018-2023. Công tác tuyên truyền của chi hội có nhiều đổi mới phù hợp với nông dân. Trong các buổi sinh hoạt của chi hội, có các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, tuyên truyền đến hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các cuộc vận động người nông dân Hà Nội thanh lịch văn minh. Theo hội thi, với mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, nhà nước đã có các ưu đãi tạo điều kiện cho liên kết 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Nông dân xã Tân Mỗ đã và đang áp dụng chuỗi liên kết hiệu quả, góp phần làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Chiều chăm chỉ cùng nhau suy nghĩ xây dựng phong trào như mảnh đất cao vài thiêu người diện cảnh quan thôn xóm xanh sạch môi trường cho tới thuộc đồng bốn mùa đôi người. Thưa hội thi, nhiều cuộc phong trào xây dựng nông thôn mới, quê hương tôi đã từng bước đổi thay, điện đường trường trạm khang trang, dồn điền đổi thửa thâm canh cây trồng, nhà nhà phát triển ngành nghề, không cho đất nghỉ, không ngừng đôi tay. Tham dự hội thi hôm nay, đội thi đến từ khu trại anh hùng hội thi số 4. Về đây xin được bắt tay kết đoàn Viên An Viên Nội Cao Thành, liên bản đồng tiến đội hình Hòa Lan, phù lưu hòa xã Đại Thù, sân công trường thịnh Vân Đình Hồng Quang, 21 xã hội tương mừng, đua tài đua sức, tràn đầy niềm tin. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, tham dự hội thi hôm nay, đội chúng tôi gồm có các thành viên, khanh thủy đội trưởng tôi đây, công tác của hội hăng say nhiệt tình. Tôi đây minh nghĩa sớm hôm miệt mài, siêng năng sớm tối cùng hội lâm dân. Thanh Điệp xin được kết thân cùng các bạn nữ nông dân chúng mình. Minh Ngọc chi hội viên đình cùng với đội tuyển tuyên truyền pháo ai. Còn tôi tên gọi dễ thương, nuôi trồng thủy sản khắp vùng đều khen, thu thủy kêu gọi chị em cùng nhau chung sức nhà nông vua tài. Thay mặt tôi gửi lời chào đến ban giám khảo những người tài ba, xin chào các bác gần xa, những người đã cổ động ta nhiệt tình. Đội tôi giới thiệu về mình, nếu có đồng tình xin một tràng pháo tay. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, đội thi của chúng tôi đến đây mong muốn được giao lưu học hỏi các đội bạn và mong được đón nhận sự cổ vũ từ hội thi. Sau đây hội thi chúng tôi xin gửi tới ca khúc Một Khúc Dân Ca Sâu Lắng Đậm Đà Như Lời Nhắn Gửi Bạn Xa Vạn Gần. Minh Đức, Đồng Tâm, Trầm Ngọc, Hòa Lân,
thể hiện bài hát nữ ca sĩ Thu Thủy và đoàn múa đến từ hội nông dân xã Đông Lỗ, đại diện cụm thi số 4 trình diễn. Sau đây tiểu phẩm Lời Khuyên Của Mẹ xin phép được bắt đầu. Con thưa mẹ, hôm nay con được đơn vị đưa về huyện rồi các bác lãnh đạo xã lên đây đón con về mẹ à. Mẹ ơi, dạo này mẹ có khỏe không? Dạo này mẹ vẫn khỏe, còn cái việc đau nhức xương khớp ấy cứ cơn sốt dở dời và nó lại đau con ạ. Nghe đâu con kể sơ qua thì cái tình hình mà con sống trong đơn vị cho mẹ nghe xem nào. Dạ, thưa mẹ, những ngày tháng ở trong đơn vị, con và các đồng đội được các đồng chí chỉ huy rất quan tâm, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Còn đồng đội chúng con, dù mỗi đứa một quê, song tình cảm gần gũi thân thiết lắm mẹ ơi. Vâng, con đã trưởng thành rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, khoác trên mình áo bộ quân phục áo xanh màu. Người áo lính mang trên vai chiếc ba lô người chiến sĩ, con thấy rất tự hào và vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ quân nhân quân đội Việt Nam mẹ ạ. Vâng, mẹ ơi, để con suy nghĩ thêm ít ngày. Thế, em con đâu rồi mẹ? Con ơi, em con nghỉ học, nhưng mẹ tính thế này. Mẹ sẽ dùng sổ đỏ của gia đình mình thế chấp ngân hàng vay vốn cho con, để con mở trang trại và chăn nuôi chứng vị lẻ. Vừa rồi con ạ, xã ta vừa được cấp giấy chứng nhận ô cốt chứng vị. Vừa qua, hôm qua mẹ có gặp các lãnh đạo xã, cũng có nói rằng nếu con sắp cũng trở về quê hương, con hãy đi học tập tiên học đại học. Vâng, mẹ ơi, ít ngày nữa con sẽ tham gia. Thế em con đi học chưa về à mẹ? Hôm nay xong rồi này mà em con vẫn chưa đi học. Con chào mẹ, em chào anh. Ừ, em đi học mới về. Ha ha ha. Quân, em như thế là như nào? Đi học về lại ngồi chơi điện thoại, không giúp đỡ mẹ thì thôi, em còn cười lên như thế à? Ôi giời, ngày trước chả phải anh cứ sao, có hơn gì em đâu. Sao em lại nói như thế? Sau hơn 2 năm anh nhập ngũ và đã trưởng thành, ở trong môi trường quân đội, anh đã được rèn luyện, thử thách và nay đã trưởng thành hơn. Từ nay, em cố gắng chăm ngoan học giỏi và nghe lời mẹ, không nên như thế nữa. Dạ vâng. Thank you.
toàn thể quý vị về tham dự hội thi. Đến với hội thi hôm nay, Hội Nông dân xã Đông Lỗ xin được giới thiệu với quý bác giám khảo cùng toàn thể quý vị về tham dự hội thi về nội dung xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm ô cốp trứng vịt Đông Lỗ. Kính thưa quý vị, người nông dân khu trái anh hùng, trung tú Đồng Tân, Kim Đường, Minh Đức, trầm lộc Hòa Lâm, Đông Lỗ, Đại Cường, muôn đời rồi và muôn đời ít lối, người nông dân sớm tối cần cù loi gương sáng cha ông ta thuở trước, hăng hái cày bừa vững bước tiến xa. Trung tú Đồng Tân, trầm lộc Hòa Lâm ta đều chuyển đổi mô hình nuôi thủy sản, sản lượng hàng năm đều đều các xã, năng suất đạt 10 tấn một hecta. Lúa G02 Đại Cường chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Minh Đức mở rộng làng nghề, giày dép da mang lại giá trị lớn. Kim Đường sản xuất kinh doanh giỏi, trang trại bò, thủy sản giá trị cao. Nông dân Đồng Lỗ rất tự hào đã thành công xây dựng thương hiệu trứng. Kính thưa quý vị, Đồng Lỗ là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Cùng với lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Lỗ nói chung, Hội Nông dân xã Đông Lỗ nói riêng đã luôn đoàn kết, nhân lên niềm tự hào, giá trị truyền thống yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng. Làng xã nằm ở phía nam huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, cách trung tâm huyện Ứng Hòa 20 km. Đây là một vùng đồng bằng chiêm trũng rộng lớn, được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Đáy và sông Nhuệ. Ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp thuần túy. Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo mô hình chuyên canh đa canh lúa cá vịt, đào ao thả cá, kết hợp nuôi vịt đẻ trên càn, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi vịt đẻ phát triển. Thôn Ngọc Trục và Nhân Trai là hai thôn được hình thành nghề nuôi vịt đẻ từ xa xưa. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, muốn đàn vịt phát triển tốt, ít hao hụt, thời gian đẻ trứng được kéo dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải chú ý đến con giống, tiêm phòng và vệ sinh chuồng trại. Để vịt đẻ đạt hiệu quả cao và đẻ liên tục, sau khoảng 4 tháng nuôi, người dân bắt đầu cho vịt phát đẻ toàn đàn. Vịt thường đẻ một lứa, kéo dài khoảng 1 năm. Nếu muốn vịt đẻ tiếp, người dân sẽ tiến hành vặt hết toàn bộ lông cánh dài và lông đuôi của vịt để vịt có thể đẻ lứa mới một cách đồng đều. Vịt thường đẻ vào ban đêm, sau đó người dân tiến hành thu nhặt trứng vào khoảng 6 đến 7 giờ sáng. Trứng được xếp vào khay để nơi cao giáo. Với quy mô chăn nuôi lớn, lên các trang trại đã được các thương lái trong khu vực đến thu mua tận nơi. Tuy nhiên, vẫn chưa có giá cả thị trường ổn định, giá cả bấp bênh, thường xuyên bị các thương lái ép giá. Xuất phát từ tình hình đó, năm 2019, Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp xã Đông Lỗ được thành lập. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp xã Đông Lỗ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân xã. Ông Dương Văn Hợi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc. Với phương châm cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm, đồng bộ trong khâu chăm sóc, chăn nuôi và dịch vụ thức ăn chăn nuôi, tạo thế mạnh trong cạnh tranh, hợp tác cùng có lợi, mua thức ăn vật tư tận gốc, bán sản phẩm tận ngọt, nhằm nâng cao giá thành, tối ưu hóa lợi nhuận. Với tinh thần quyết tâm cao, muốn có thị trường rộng khắp, phải có nhãn hiệu, chứng nhận sản phẩm. Năm 2020, Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp xã Đông Lỗ đã mạnh dạn đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa và Phòng Kinh tế huyện tạo điều kiện thuận lợi cho xã Đông Lỗ được xây dựng thương hiệu trứng vịt Đông Lỗ. Qua các bước đánh giá, sản phẩm trứng vịt Đông Lỗ đã được các cấp công nhận. Mời quý vị đến quê hương Đông Lỗ thăm khu di tích cây đa Cộng Hòa, đàn truyền thống quê hương đảo xá. Trứng vịt sạch Đông Lỗ thơm ngon, quy trình sản xuất rất an toàn,
sản phẩm tin cậy cho bữa ăn gia đình Việt. Trứng vịt kia tem nhãn vẫn còn nguyên, cục sở hữu trí tuệ vừa chứng nhận. Nông dân Đồng Lỗ giờ đổi thay, đang tiến lên hòa nhập cùng đất nước. Có công lao của những người đi trước, tuổi trẻ bây giờ vững bước dựng xây. Đồng Lỗ ơi, đáng tự hào lắm thay, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nông dân chung sức, đoàn kết một lòng, vững bước tiến xa. Kính thưa Ủy ban giám khảo, qua cuộc thi hôm nay đã tạo cơ hội cho hội nông dân các xã được giao lưu học hỏi và học tập những mô hình hay của xã bạn. Hội nông dân xã Đồng Lỗ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội nông dân xã khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết tâm cùng cán bộ và nhân dân xã Đồng Lỗ xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Kính thưa ông Ủy ban giám khảo, qua cuộc thi hôm nay, đại diện cuộc thi đua số 4, đơn vị Hội nông dân xã Đồng Lỗ đã trình bày xong phần thi thứ hai của mình. Trước khi ngừng lời, một lần nữa xin được kính chúc Ủy ban giám khảo cùng toàn thể quý vị về tham dự hội thi mạnh khỏe, thành công